lê dương bảo lâm hối hận vì bỏ lại vợ giữa đám cưới nghe lý do vừa giận vừa thương mới đây lê dương bảo lâm cùng bố vợ có dịp xuất hiện cùng nhau trên sóng truyền hình những chia sẻ tương tác của ba vợ và chàng rể quý khiến nhiều người không khỏi bất ngờ nói về ấn tượng đầu tiên với nam diễn viên ông đình hương ba vợ lê dương bảo lâm cho biết lúc hai đứa quen nhau mình không biết lâm có quen con mình thật lòng hay không vì lâm là diễn viên còn con mình chỉ là con người bán nước mía thôi nhưng thấy cả hai yêu thương nhau ông cũng đồng ý thấy công việc đi sớm về khuya của con rể ông cũng phần nào cảm thông được biết hiện tại lê dương bảo lâm đang ở rễ tại đồng nai để ông bà ngoại tiện chăm sóc cháu dù đã có nhà riêng trong những giây phút đầy cảm xúc tại chương trình lê dương bảo lâm có dịp trải lòng về chuyện hôn nhân nhớ lại khoảng thời gian đám cưới với quỳnh quỳnh nam diễn viên tiết lộ khi mc đám cưới vừa mời cô dâu chú rể lên sân khấu ra mắt quan viên hai họ anh đã rời khỏi bữa tiệc trong hôn lễ đang tổ chức giữa chừng thì em đi diễn khi mc mời cô dâu chú rể bước lên sân khấu chào quan viên hai họ thì chỉ có một mình quỳnh lên em đã đi diễn rồi Bây giờ nhìn lại, cảm thấy rất thương vợ vì đã không cho cô ấy được một lễ cưới trọn vẹn. Em có lịch đi diễn từ một tháng trước đó cùng sân khấu với các cô chú lớn tuổi. Tâm thế mới vào nghề lúc đó thật sự mình không dám xin bỏ. Quỳnh có em bé trước nên lúc coi thầy chỉ đúng một ngày hôm đó thôi, anh tâm sự. Mặc dù không lên tiếng trách nhưng ông Đình Hương thừa nhận rất buồn vì điều đó. Bản thân Lê Dương Bảo Lâm cũng hiểu cho nỗi trăn trở của ba vợ. Nếu Lâm đặt trường hợp của mình vào ba thì chắc chắn Lâm cũng rất buồn vì con gái mình trong đời chỉ có một lần thôi. Còn đối với trường hợp của Lâm lúc đó, sự nghiệp gây dựng từ từ để có một Lê Dương Bảo Lâm như ngày hôm nay. Hôm đó nếu mình bỏ thì không biết sân khấu sẽ ra sao, có nhiều vấn đề khác trong cái nghề của Lâm mà không thể một lời nói hết. Những tâm sự của Lê Dương Bảo Lâm đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng khi nghe nam diễn viên tiết lộ lý do khiến ai nấy cũng ngạn lòng. Tuy nhiên một số khán giả lại cho rằng lễ cưới là ngày quan trọng nhất của cuộc đời, dù thế nào cũng nên chuẩn bị tốt, có thể suy nghĩ công việc thay vì lựa chọn rời đi trong đám cưới như thế. Điều này có thể khiến cô dâu bị tổn thương rất nhiều. Đặc thù của ngành nghệ thuật phải đi sớm về khuya, thời gian không ổn định nên Lê Dương Bảo Lâm không có nhiều thời gian để trò chuyện tâm sự cùng ba vợ cũng như chăm sóc con cái. Nam diễn viên thừa nhận ít có cơ hội tâm sự với ba khi ở rể 7 năm và chưa từng có mâm cơm chung vì khẩu vị trái ngược lê dương bảo lâm cũng thừa nhận có phần ghen tị với ba vợ vì có thời gian gần gũi và chăm sóc các con anh hiểu cho tâm sự của đồng nghiệp mc quyền linh đưa ra lời khuyên lâm là một người rất giỏi về giao tiếp và cách để làm người khác cười hạnh phúc nhưng chính sự gắn kết đó lại thiếu trong gia đình của mình có những thứ tiền không thể mua được lâm có thể làm rất nhiều tiền nhưng không dành nhiều thời gian để ở bên con của mình nên sự kết nối giữa hai cha con không có nhưng ba vợ thì ngược lại ở thời điểm hiện tại không chỉ thành công trong nghệ thuật, Lê Dương Bảo Lâm còn khiến khán giả ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn. Anh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của vợ con, gia đình và công việc lên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm từ phía cư dân mạng. Anh sẵn sàng đứng ra đối chất với anti-fan mỗi khi nhận được những lời chê kém chuyên về gia đình. Vừa qua, bà xã nam diễn viên vừa hạ sinh quý tử thứ ba, Lê Dương Bảo Lâm và bà xã Quỳnh Quỳnh kết hôn năm 2017. Trong 4 năm qua, cặp đôi đã chào đón ba trái ngọt hôn nhân là hai ái nữ xinh xắn Bảo Nhi Bảo Ngọc và quý tử mới chào đời. Trộm vía trong bé bộ bẩm tháo khỉnh, gia đình hạnh phúc, sự nghiệp viên mãn, có thể nói anh là một trong những sao Việt thành công nhất sau biết.